Tottenham Hotspur và MU gặp khó khăn tại ngoại hạng Anh. Trận đấu sớm của ngoại hạng Anh đã kết thúc dạng sáng với chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Luton, đưa Chelsea vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong bối cảnh đó, các trận đấu đêm nay tại giải đấu này hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho các đội bóng lớn. Trận đấu sớm diễn ra lúc 18:30, khi Tottenham Hotspur, 4 điểm, làm khách trên sân của Bournemouth, 1 điểm. Trận đấu này gợi lại những ký ức vui vẻ khi mùa trước Tottenham Hotspur đã thắng ngược 3, 2 trước đội chủ nhà sau khi bị dẫn trước 2, 0. Người hâm mộ chờ đợi sự cống hiến từ cầu thủ quân Harry Kane, người đã giúp đội giành chiến thắng nhờ sự cơ động tinh tế và tinh thần đồng đội. Mạch chiến thắng đang giúp Tottenham Hotspur dần lấy lại vị thế tại ngoại hạng Anh sau khi họ mất chân sút chủ chốt Harry Kane. Thắng M, U2, không ở vòng trước đã làm Tottenham Hotspur trở nên lì lợm và thực dụng hơn trong cách họ thi đấu. Trước cuộc đối đầu với Bournemouth huấn luyện viên Postecoglou và các cầu thủ đang nỗ lực để nâng cao vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng. Trận đấu đáng chú ý tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ khi MU đối đầu với Nottingham Forest. Cả hai đội đang có cùng 3 điểm sau hai lượt đấu. MU vừa trải qua thất bại không hai trước Tottenham Hotspur ở vòng trước. Hiện tại, tinh thần của đội đang trải qua thử thách, đặc biệt khi hậu vệ lúc sau gặp chấn thương nặng và Mason Mount bị chấn thương đùi khả năng ra sân của Harry Maguire cũng đang gặp nhiều không chắc chắn. Với tình hình này, huấn luyện viên Ten Hag buộc phải xem xét sự tham gia của các cầu thủ như Eriksen, McTominay và Donny van der Beek. Trong bối cảnh các chấn thương và áp lực, cuộc cạnh tranh tại ngoại hạng Anh đang ngày càng trở nên khắc nghiệt và hấp dẫn hơn.